Chào mừng các bạn đã trở lại với channel. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là một nhân vật quen mà lạ, rất giống Note 4 mà lại không phải là Note 4. Chúng ta đang có ở đây chiếc Note S, một chiếc máy khác biệt hoàn toàn với phần còn lại của thế giới. Và ngay bây giờ sẽ là những cảm nhận đầu tiên của channel về Note S. Đây là hộp của Note S, không khác gì nhiều so với Note 4. Về cấu hình, chúng ta có con chip Snapdragon lõi tứ 2.7GHz, màn hình 5.6 inch, nhỏ hơn một chút so với Note 4. Camera 16 chấm và 3.7 chấm. Về phụ kiện, chúng ta có sách dẫn dụng, một chiếc tai nghe, một sợi cáp biến tai nghe thành anten xem TV. Cái này thì vô dụng ở Việt Nam. Máy dành cho thị trường Nhật Bản nên là chúng ta sẽ không có sạc và cáp. Về chiếc Note S của chúng ta là anh em song sinh với Note 4. Song vẻ bề ngoài của Note S khác biệt với Note 4 rất là nhiều, trông béo và lùn hơn hẳn. Điều này làm thiết kế tổng thể của máy trở nên không còn được thanh thoát như ở Note 4. Về vật liệu hoàn thiện, chúng ta vẫn có mặt lưng nhựa giả da cùng với phần viền làm bằng kim loại kế thừa từ Note 4. Phần viền này bên cạnh trái thì sẽ không có gì khác biệt. Tuy nhiên sang lên cạnh phải, đường viền này sẽ phải thu gọn lại rất là nhiều, nhường chỗ cho phần đặc biệt nhất của Note S, một giải màn hình phụ. Thực ra giải màn hình phụ này chính là phần kéo dài của màn hình chính. Bình thường thì màn hình của những thiết bị di động sẽ phải kết thúc nơi mép máy, nhưng với Note S thì không như vậy. Màn hình tràn ra, uốn cong xuống, tiến sát đến mặt lưng. Có thể nói Samsung đã tiến thêm một bước đến với giấc mơ một thiết bị không có viền. Đây cũng chính là kết quả của công nghệ màn hình OLED dẻo mà Samsung cùng với LG song song phát triển. Lát nữa thì mình sẽ nói thêm về cái phần màn hình cong này sau. Để nhường chỗ cho cái phần màn hình cong đó thì nút Power vốn bao đời máy Samsung luôn nằm ở bên cạnh phải, nay đã bị di chuyển lên đỉnh máy. Còn một điểm khác biệt nhỏ nữa giữa Note 4 và Note S đó là hai nút tăng giảm âm lượng ở trên Note S là một đường liền mạch chứ không lõm vào ở giữa như là Note 4. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi khám phá phần màn hình cong này. Có thể coi phần màn hình cong này như là một màn hình phụ. Những gì hiển thị trên cái màn hình phụ này sẽ tùy thuộc vào ngữ cảnh. Khi ở màn hình khóa, nó sẽ hiển thị notification. Còn khi ở trong camera, tất cả những nút setting sẽ được đưa hết vào trong màn hình phụ này. Còn khi ở ngoài màn hình chính, thanh đốc chứa một số ứng dụng thường dùng vốn hay được đặt ở phía dưới của màn hình, nay đã được đưa lên phần màn hình phụ này. Một điểm rất hay ở phần màn hình cong này đó là nó hiểu được khi nào bạn thực sự thao tác trên nó, phân biệt với khi những ngón tay vô tình chạm vào màn hình. Như các bạn có thể thấy, mình cầm hẳn vào phần màn hình cong này nhưng vẫn có thể thao tác một cách bình thường ở trên màn hình chính. Như vậy là mình vừa mới giới thiệu với các bạn những nét chính của chiếc Note S. Sẽ có một video nói riêng về những gì các bạn có thể làm với phần màn hình cong của chiếc Note S này. Mời các bạn đón xem những ngày tới trên S Channel. Xin cảm ơn Samsung Việt đã giúp đỡ S Channel thực hiện video này. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.